chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nơi Mình Sống. Thì cách đây khá lâu thì Nơi Mình Sống đã có dịp ghé thăm dự án Vistaverse và khám phá tiện ích nội khu ở đây. Không biết là mọi người đã xem video đó chưa? Nếu như mà chưa thì Nhung sẽ để lại link ở phía bên dưới cho mọi người cùng xem lại nhé. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một căn hộ khá là thú vị. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Nơi Mình Sống có dịp được khám phá một căn hộ với quy mô hoành tráng và đặc biệt như vậy. Mọi người cùng đón xem đến hết video nha. Căn hộ này nằm trong dự án Vistaverse thuộc phân khúc cao cấp đến từ chủ đầu tư Singapore là CapitaLand. Ở đây ngoài giao thông thuận tiện, không khí mát mẻ ra thì nó còn có đầy đủ tất cả các tiện ích như là shop house, hồ bơi, phòng gym hay là những cái phòng tập thể thao, khu thể thao cho cư dân ở đây. Chính vì vậy mà một căn hộ ở Vistaverse nên tin chắc sẽ là một siêu phẩm đáng để khám phá. Thôi không dài dòng nữa, bây giờ mình đi thôi ha. Đi thôi. Giới thiệu với mọi người, đây là căn hộ duplex ở tầng 3A của dự án. Mọi người có biết căn hộ duplex là gì không? Có nghĩa là nó là căn hộ thông tầng với ít nhất là 2 tầng. Thường thì những cái căn hộ duplex đó, thì nó sẽ có không gian sống rộng hơn cũng như là diện tích lớn hơn những cái căn hộ thông thường. Thường thì chỉ có những cái phân khúc căn hộ dự án cao cấp thì mới có căn hộ duplex thôi. Căn hộ này có diện tích là 180m², có một phòng khách, một phòng bếp, một ban công, 3 toilet và có tới 5 phòng ngủ, rất là thích hợp cho những gia đình nào mà có đông thành viên á. Và đây cũng là căn hộ đã được trang bị đầy đủ hết tất cả nội thất đến từ những cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Để biết chi tiết cụ thể như thế nào thì Nhung sẽ dẫn mọi người đi tham quan từng khu vực nha. Đi thôi. Ngay từ cửa bước vào á, đây là khu vực phòng bếp nè. Mọi người có thể thấy là để tách biệt khu vực bếp và khu vực phòng khách ra thì toàn bộ khu vực bếp sẽ được lót bằng gạch. Những cái thiết kế ở đây nó dùng tông chủ đạo là màu trắng với những cái tủ kệ và đèn nó rất là đồng bộ với nhau luôn. Bên phía tay phải Nhung là khu vực để tủ lạnh và lò vi sóng. Thì cái khu vực để tủ lạnh này rất là rộng luôn, rất là bự. Khu vực bếp, không gian bếp thì cũng rất là rộng rãi. Cái bồn rửa này Nhung thấy rất là to. Ở đây mà đứng hả 2-3 người, người nấu nè, người phụ rồi người rửa bát. Không có sợ bị chật chội hay chân ngấn gì luôn á. Phía bên này là khu vực lô gia thì giặt sấy thì ở đây. Với cái không gian mà họ rộng rãi thoáng mát như vậy thực sự là nó kích thích cái tinh thần nữ công gia chánh lắm luôn á. Và kế bên phòng khách là khu vực bàn ăn. Khu vực bàn ăn thì nó sẽ nằm liền kề với lại khu vực phòng khách và không gian bếp, rất là tiện lợi cho cả gia đình cùng sinh hoạt ăn uống. Từ bàn ăn cho đến khu vực phòng khách thì Nhung thấy nội thất ở đây rất là hài hòa và đồng bộ với nhau luôn, từ chất liệu cho đến tông màu. Như ghế ở đây là ghế da nè, bàn gỗ. Và một điều đặc biệt ở những cái căn hộ duplex đó là nó sẽ có trần rất là cao, cho nên là mình sẽ có cảm giác rất là thông thoáng, rất là thoáng mát luôn á. Phía bên này là khu vực ban công, nó sẽ có một cái ban công nhỏ đây. Thì đây là khu vực để đón ánh sáng và đón nắng tự nhiên á. Ban ngày thì sẽ kiểu là nó sẽ thu hút hết những cái ánh sáng vào căn nhà của mình luôn á. Mặc dù là ở đây chỉ là tầng 4 thôi, nhưng nó sẽ không có nhìn được từ trên cao, nhìn thấy được trọn cảnh thành phố. Nhưng mà Nhung thấy view ở đây nó cũng rất là thông thoáng, không bị che gì hết. Ngoài khu vực sinh hoạt chung ra thì ở tầng dưới này mình còn có hai phòng ngủ, một phòng ngủ lớn và một phòng ngủ nhỏ nữa. Có một cái toilet. Phòng ngủ nhỏ thì chúng ta có thể để cho người thân hoặc là bạn bè gì đó có thể nghỉ ngơi ở lại qua đêm mà không có sợ bị ảnh hưởng đến không gian riêng tư ở trên lầu. Bây giờ thì Nhung sẽ dẫn mọi người đi tham quan phòng ngủ nha. Nói là chỉ có hai phòng ngủ thôi nhưng mà tại sao có tới 4 cánh cửa lận? Thì đây phía bên này là chúng ta sẽ có một cái nhà kho nhỏ, có thể đựng những cái đồ mà mình không có thường xuyên sử dụng thì có thể để vào đây cho nó gọn. Còn bên này là khu vực toilet. Thì toilet ở đây cũng được trang trí rất là đẹp mắt. Nó có bồn tắm đứng riêng nè, những cái bồn rửa hay là đèn đuốc rồi đó, nó cũng rất là bắt mắt luôn. Thì toilet này sẽ được sử dụng cho khu vực phòng khách, rồi khu vực phòng ngủ nhỏ. Nói chung là ai muốn sử dụng cũng được hết. Bên này là khu vực phòng ngủ nhỏ nè. Với cái diện tích của nó không phải là quá lớn, nhưng mà Nhung cảm thấy là nó vừa đủ. Vừa có đầy đủ giường ngủ nè, rồi bên này là kệ tủ quần áo, bàn trang điểm, kệ tủ tivi, có thể để thêm một cái tivi nữa thì cũng rất là được luôn. Bên này thì sẽ có một cái cửa sổ nhỏ. Phía bên kia sẽ là phòng ngủ master, cũng khá là đặc biệt. Bây giờ mình cùng nhau đi khám phá nha. Ừ.
Đây là khu vực phòng ngủ master này mọi người. Điều đặc biệt của phòng ngủ master mà mọi người đều có thể hình dung được đó là nó sẽ có diện tích rộng hơn các phòng khác. Ngay từ cửa bước vào thì chúng ta sẽ có hai cái tủ đồ rất là rộng luôn. Bên này là tủ trong suốt, tủ kính trong suốt thì mình có thể để treo quần áo, cũng rất là dễ để mình có thể nhìn thấy và lựa chọn. Bên này là tủ, một cái tủ nữa cũng rất là rộng, thì mình có thể đựng giày hoặc là túi xách, tại vì nó có những cái kệ tách ngăn. Ở trên thì mình còn có thêm mấy cái kệ tủ nữa, có thể đựng những cái đồ mà mình không có hay dùng tới. Đây là khu vực toilet. Thì khu vực toilet này ở đây cũng rất là rộng luôn, và nó có thêm bồn tắm nằm nữa. Phía bên này là khu vực nghỉ ngơi nè. Khu vực này cũng rất là rộng rãi luôn, có cửa sổ size to nè, rồi đầy đủ hết tất cả nội thất, từ giường ngủ, bàn trang điểm, kệ tủ tivi. Nói chung đây có thể gọi là phòng cho gia chủ luôn á, tại vì nó cũng là căn phòng rộng nhất ở trong căn hộ này. Ở phía trên tầng thì chúng ta sẽ còn có 3 phòng nhỏ nữa. Bây giờ mình cùng đi lên trên thôi ha. Khu vực trên này thì sẽ có 3 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Nó cũng được thiết kế khá là đặc biệt, tại vì mình sẽ phải đi qua những cái bậc thang để dẫn đến những cái khu vực khác nhau. Bên này là một cái phòng. Nếu như mà đứng như thế này thì sẽ chắc hẳn là mọi người sẽ cảm thấy là sao cái trần này nó thấp quá vậy, đúng không? Nhưng mà không, khi mà mình di chuyển vào từng phòng thì mình sẽ bước xuống những cái bậc thang này và di chuyển vào trong thì cái trần nó sẽ như bình thường như những căn phòng khác thôi. Thì đây là một cái phòng mà được thiết kế theo ý gia chủ để biến thành một cái phòng làm việc. Diện tích ở đây thì nó cũng khá là tương đối. Phía kế bên bàn làm việc sẽ có sofa, rồi bên này sẽ có tivi. Nó sẽ dùng để làm một cái không gian riêng, nếu như mà muốn tiếp khách có những câu chuyện riêng gì đó thì lên đây cũng rất là tiện. Phía sau á thì sẽ có những cái tủ kệ để đựng tài liệu, hồ sơ vậy đó. Rất là nhiều kệ tủ luôn. Và một thiết kế rất là đặc biệt ở phòng này đó là máy lạnh. Máy lạnh của nó không có được thiết kế ở ngoài lộ ra như những cái phòng khác, mà nó sẽ được thiết kế ở bên trong này. Thì nó sẽ cũng là một hình thức để tiết kiệm diện tích, rất là hay. Giống như lúc nãy là khi mà mình muốn di chuyển qua một cái khu vực khác thì mình sẽ phải đi xuống những cái bậc thang này. Và đây là một cái phòng khác. Phòng này thì hiện tại vẫn chưa có nội thất gì hết. Nếu như mà gia đình nào mà chưa có nhu cầu sử dụng hết 5 phòng làm phòng ngủ thì có thể sử dụng phòng này để làm phòng giải trí, karaoke, phòng học tập hay là phòng trông giữ trẻ gì đó chẳng hạn. Thì đây là nhà vệ sinh, sử dụng cho 3 phòng ở trên tầng. Cũng đầy đủ hết tất cả nội thất, cũng rất là rộng rãi luôn. Và đây là phòng ngủ cuối cùng, cũng là phòng ngủ nhỏ nhất ở căn hộ này. Thì thực ra là căn hộ này nó không có tới 5 phòng ngủ đâu, nhưng mà do nhu cầu của gia chủ cho nên là nó được tận dụng hết tất cả diện tích và chia ra được làm 5 phòng luôn. Thì nó cũng có tủ kệ, máy lạnh, rồi cũng có một cái cửa sổ thoáng ở đây. Sau khi đã trải nghiệm hết một vòng căn hộ duplex 5 phòng ngủ ở đây thì Nhung cảm thấy nó khá là đặc biệt. Từ cách bài trí, sắp xếp cho đến trang trí nội thất ở đây rất là xịn sò luôn. Dành cho những ai mà quan tâm về giá thì căn hộ này đang được cho thuê với giá là khoảng 2.100 đô trên một tháng, tức là khoảng tầm 50 triệu đồng, chưa bao gồm phí quản lý. Còn nếu như mà ai mà quan tâm để ở hay là mua để đầu tư thì sẽ rơi vào tầm giá khoảng tầm 10 tỷ, có đầy đủ hết sổ sách giấy tờ luôn. Còn mọi người thấy căn hộ ở đây như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho Nhung cùng biết với nha. Và những tập tiếp theo mọi người muốn nơi mình sống sẽ khám phá ở đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó. Bye bye.